Ủa anh. Có chuyện gì sao anh không vui vậy? Không có gì đâu, chỉ là một chút bực mình bên nhà dì Dượng thôi. Vậy thì em sẽ làm cho anh vui. Bên em anh được thoải mái như vậy thì lo mà rước người ta về đi chứ. Anh tính khi nào mới công khai chuyện của mình đây? Đừng có vội, trước sau gì anh cũng công khai thôi. Đợi thêm thời gian nữa nha. Dạo này em thấy Quyển Lan với Gia Kim thế nào? Hai người đó chắc chắn là sắp chia tay rồi. Tính của Quyển Lan á, lúc nào cũng sĩ diện như vậy. Vụ việc vừa rồi của Gia Kim, cô ấy không dễ dàng gì bỏ qua đâu. Alo. Anh đang ở đâu hả? Ai gọi anh vậy? Sao em nghe có giọng phụ nữ vậy? Đang ở bệnh viện. Anh tới gặp em ngay, nếu không anh sẽ hối hận đó. Ai vậy anh? Không có gì đâu, anh có việc phải đi nha. Sao em hỏi mà anh không nói? Ngoan, anh đi đây. Nói thật đi, vừa rồi anh ở đâu? Tại sao lại có tiếng người phụ nữ bên cạnh anh chứ? Em không tin anh hả? Tôi đã gọi tới bệnh viện, ở đó người ta nói hôm nay anh không có trực mà về rất sớm. Vậy mà tôi gọi anh nói. Ra nha. Nè, anh coi đi, em đã lưu trữ rất là nhiều nơi, không phải chỉ ở đây đâu. Chào anh. Ủa, sao em tới đây vậy? Em tới đây em muốn rủ anh đi một nơi. Anh chưa hết giờ làm sao đi được? Sắp tới giờ giao ca rồi đó,
em chờ anh cũng được. Mà định rủ anh đi đâu vậy? Bí mật, tới rồi sẽ biết. Không được, mình không thể để cho việc này bại lộ được. Nếu không sẽ khiến cho sự nghiệp của mình sụp đổ. Mình không muốn sống một cuộc sống bị hiếp đáp khinh rẻ như trước đây nữa. Không, chính cô, chính cô là người đã không cho tôi sự lựa chọn. Chính cô. Sao, anh đã thấy hình của chúng ta hết chưa? Lần này em tha cho anh đó nha. Anh biết mà, em phải yêu thương anh. Anh hứa sẽ không bao giờ yêu người khác. Chiếc xe cấp cứu tới đây gấp đi. Bạn gái của tôi đang bị đột quỵ. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Tôi đi ra ngoài, xong rồi tôi quay lại, tôi thấy bạn gái tôi đã chết dưới hồ bơi. Bây giờ làm ơn cho xe cấp cứu tới gấp giùm tôi nha. Dạ. Ba. Ba tìm con có gì không ba? Sao con? Công việc có gì trở ngại không? Dạ không, tất cả mọi thứ đều ổn. Hôm nay bác sĩ Khiêm có ca mổ rất là quan trọng. Ba muốn con hãy khích lệ tinh thần cho nó có động lực làm thật tốt. Ba biết nó rất có năng lực. Ba nghĩ sau này nó sẽ giúp ích cho bệnh viện rất nhiều đó con. Dạ, con biết rồi. Ba đi nha. Dạ, con chào ba. Good luck. Khiêm, Khiêm, Khiêm. Dạ.
Anh Trung. Nè, sao mặt mày bơ phờ vậy? Tối qua tôi ngủ không được. Mà không sao đâu, tôi ổn mà. Hình như là hôm nay cậu có ca mổ phải không? Nếu như thấy mệt mỏi quá thì thôi thay bác sĩ khác đi. Không sao đâu, anh Trung cứ yên tâm, tôi làm được mà. Chắc chắn tôi làm được mà. Dạ chào bác. Sắp vào ca mổ quan trọng, cậu hãy gạt bỏ tất cả ra khỏi đầu trước khi vào phòng mổ. Nên nhớ là mạng người đang nằm trong tay cậu, phải cố gắng tập trung, đừng để sơ sót nghe. Dạ con biết rồi thưa bác. Con sẽ cố gắng. Chúc thành công. Dạ. Dạ chào bác sĩ. Ok, tôi làm gì nha. Anh nghĩ sau này mình tới chỗ đó thì mình phải mua thêm tập vở với lại viết cho các em nữa. Ông ơi. Dĩ ba. Trời ơi. Nè, ông biết không, hồi nãy á tôi đi ngoài đường tôi gặp cái gì không? Bà gặp cái gì? Trời ơi, tôi thấy cái gì ông biết không vậy? Trời ơi, bà có nói đâu mà tôi biết. Tôi thấy thằng Hào. Thằng Hào? Chở một cô gái mà có vẻ nói chuyện vui vẻ và thân thiết lắm mà nha. Có khi nào là người yêu mới của nó không? Nếu mà đúng như vậy thì cũng mừng cho thằng Hào chứ. Sao? Mà nè, nhưng mà bà đừng có nói sùm nghe. Còn mà anh mà biết được á là không có được đâu nghe. Con bé này nó vốn sống vì tình cảm lắm. Con mình nó chưa quên được thằng Hào đâu. Đừng có để nó nghe nó biết được là nó buồn đó, nó tủi thân. Đúng là đàn ông mới đó mà đã quên nhanh chóng như vậy. Có người mới rồi. Thiệt tình tôi nói thiệt nha, không như phụ nữ tụi tôi đâu, đa sầu đa cảm, lúc nào cũng chung thủy đợi chờ. Bà lại nữa rồi. Mình chỉ suy đoán thôi. Chắc gì cô đó là người yêu của thằng Hào đâu. Nhưng mà bà thấy rõ ràng xem. Con. Dạ không sao đâu ba. Con cũng mong là cô gái này sẽ mang hạnh phúc đến cho anh Hào. Thôi ba cầm giùm con đi, con xuống nấu cơm giùm cho má nha. Cô Linh, đưa đây tôi đẩy cho. Dạ được rồi chị, em đẩy được mà. Lâu lâu mới ghé thăm mọi người, giúp đỡ mọi người một chút thôi, có gì đâu chị. Tới rồi nè cô. Mấy bữa nay làm sao? Có khỏe không? Dạ em khỏe. Chị ngồi đây nha. Đây nè, mọi người đi qua đây nha. Đây đây nè. Dạ. Mọi người ngồi một hàng ở bên đây nữa nha. Ê, rồi. Mấy em vô đi. Ngồi đây ha. Mấy em vô đây nha. Dạ. Rồi, để chị đẩy vô. Dạ rồi, anh qua đây. Dạ. Dạ. Rồi, chị vô đây luôn. Dạ. Anh ngồi đây nha. Chỗ này. Đi rồi. Rồi. Mấy em vô đây nè. Xích qua đây chút xíu đi em. Dạ, dạ. Nè, em qua bên này đi. Dạ, dạ. Dạ. Qua đây nè. Rồi, em vô đây nè. Có ghế nè. Dạ. Em qua đây ngồi đi. Rồi đó. Đây nè. Rồi. Dạ. Dạ. Dạ, em mời chị. Dạ, tôi cảm ơn. Hôm nay vui quá ha. Nè, em mời. Dạ rồi, em mời anh. Dạ, cảm ơn cô em. Cảm ơn chị. Dạ, em mời chị. Ăn đi em. Dạ, đây đây của anh đây. Mọi người cứ tự nhiên đi nha. Đó. Linh. Dạ, cậu Hào đúng là người hiền từ và chịu khó đó. Thanh niên giờ hiếm ai như vậy lắm. Ráng giữ nha. Đêm qua anh mất ngủ vì mấy cái tin nhắn rác ở đâu cứ lọt vô máy. Tin quảng cáo hả anh?
Ừ, không, tin nhắn hình toàn là tươi mát không. Trên mạng đầy á mà. Nhìn body thì quen lắm, nhưng mà cái mặt thì bị lờ mờ không thấy rõ. Thôi mệt mấy người quá, tập trung làm đi. Đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân xấu số đó. Người này không hề có tiền sử bệnh tật gì cả. Huyết áp, tim mạch hoàn toàn ổn định bình thường. Kết quả kiểm tra cũng cho thấy ekip gây mê cũng làm theo đúng quy trình. Nói vậy là lỗi hoàn toàn ở bác sĩ mẫu hả? Hãy để cho bọn phóng viên đối tình kết luận. Việc của anh là phát tán tài liệu này cho chúng. Chuyện quá đơn giản. Trong đó có địa chỉ người nhà của bệnh nhân đó. Ok, tôi sẽ cho đàn em tới làm lớn chuyện này. Lần này tôi nợ anh, nhờ anh giúp cho một tay. Ơi, nợ nần cái gì bác sĩ. Làm nghề như tụi tôi á, còn vô bệnh viện gặp bác sĩ phụ, à không, bác sĩ ngoại khoa dài dài, đừng có lo. Dạ thưa bác, tất cả lỗi là do con. Con xin chịu trách nhiệm. Còn tất cả anh em đồng nghiệp còn lại, họ đã làm đúng trách nhiệm của mình. Một bác sĩ tài giỏi như cậu mà lại để cho bệnh nhân bị tử vong. Nếu sai sót không đến từ khâu gây mê, vệ sinh, phụ tá, vậy thì nguy cơ là do đâu? Do đâu mà cái bàn tay vàng của cậu, một thạc sĩ bác sĩ, mà lại để rủi ro xảy ra như vậy? Giờ con cũng không biết nữa. Dường như là cậu đang bị một vấn đề gì lớn chi phối đúng không? Dạ không có đâu bác. Nghe nhân viên nói lại, khi đi đường mổ quyết định, tự nhiên cậu bị rung tay để phạm vào vết mổ đó, dẫn đến tử vong. Dạ con không biết tại sao lúc đó con lại bất cẩn như vậy. Thôi bây giờ mọi chuyện nó đã xảy ra như vậy rồi. Cái rủi ro ngoài ý muốn, ngày xưa khi đó bác còn là một bác sĩ trẻ, thì có đôi lần bác cũng gặp thất bại. Mà mỗi lần như vậy thì bác cũng được các đồng nghiệp động viên giúp đỡ. Mà cái người cận kề giúp đỡ cho bác đó là cha của con đó. Vậy con cảm ơn bác. Ba coi thử mấy thông tin ở trên mạng đi. Nó lan truyền trên đó hết rồi. Tại sao lại như vậy? Thật là quá đáng. Bây giờ chúng ta phải tìm hiểu coi ai đã cung cấp tin nội bộ này cho người ta đăng lên. Anh chị kiếm đâu? Kiếm đâu? Anh đây đây. Anh đây. Bác sĩ ơi, có chuyện rồi. Chuyện gì? Ở ngoài kia rất là đông người. Họ nói họ là người nhà bệnh nhân, họ bắt đền bệnh viện mình. Hả? Ba, sao vậy? Mẹ để con đi ra ngoài giải thích. Tai nạn trong y khoa là điều ngoài ý muốn mà. Không được đâu chị. Ở ngoài họ nhìn có vẻ rất là hung dữ. Chị ra ngoài một mình không có ổn đâu. Đúng rồi con. Để ba suy nghĩ tìm hướng giải quyết. Mọi người bình tĩnh lại đi. Dạ, xin mọi người bình tĩnh cái gì đi. Lại đây, đi. Bình tĩnh đi. Xin bà con hãy bình tĩnh. Mọi người cứ bình tĩnh đã. Bệnh viện chúng tôi không trốn tránh trách nhiệm. Ai làm sai thì chúng tôi sẽ xử lý đến nơi đến chốn. Mọi người hãy thông cảm. Đây chỉ là một tai nạn nghề nghiệp ngoài ý muốn của bệnh viện chúng tôi.
đây là một tai nạn mà. Xin mọi người hãy bình tĩnh lại. Dạ, xin lỗi. Chúng tôi xin lỗi. Bà ơi, bà có làm sao không? Lấy thuốc cho bà. Bác sĩ à? Bác sĩ An, bác sĩ An, đưa giám đốc vào trong đi. À, mọi người à, mọi người bình tĩnh nghe tôi nói đã. Bây giờ tất cả mọi người bình tĩnh nghe tôi nói một tiếng đi. Sao mọi người muốn làm gì cũng được hết nha. Trước hết, tôi xin thay mặt những y bác sĩ ở đây cho tôi xin được phép cúi đầu xin lỗi gia đình bệnh nhân vừa qua đời. Thằng này nói chuyện nghe được nè. Thưa mọi người. Sao? Bệnh viện chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự việc vừa xảy ra. Tai nạn nghề nghiệp dù không thể tránh khỏi, nhưng mạng người thì không có thể nào sánh bằng được. Sai ở khâu nào, chúng tôi quyết làm cho ra lẽ, để lấy lại công bằng cho người đã mất. Đồng thời cũng là giữ uy tín mấy chục năm qua của bệnh viện Á Châu. Đó là một bệnh viện hoàn hảo. Các vị hãy yên tâm về lo hậu sự nha. Tôi hứa 3 ngày nữa chúng tôi sẽ họp báo công khai, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Và khi đó các vị có yêu cầu gì, chúng tôi sẽ giải quyết cho tới nơi tới chốn. Còn bây giờ, khi không có mặt cơ quan chức năng ở đây, nếu các vị uy hiếp người khác thì sẽ chịu hình phạt trước pháp luật đó. Anh em, mọi người hãy tin tôi. Tôi lấy danh dự của tôi ra bảo đảm với anh em. Tôi là Năm Non, đây là Biểu Núi, còn đây là Miêu Mọc. Tụi tôi nãy giờ mọi người ở đây cũng nghe bác sĩ này nói hay là rất là có ý. Tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này. Bác sĩ đã nói 3 ngày nữa sẽ trả lời cho anh em. Mọi người hãy yên tâm. Bây giờ anh em và người nhà hãy về. Đúng 3 ngày nữa tôi sẽ giành quyền lợi lại cho nạn nhân, được không? Nếu nói vậy thì ok. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì anh em mình cứ về, tôi sẽ đảm bảo chuyện này. Được rồi, nói vậy thôi. Thôi mọi người giờ làm việc tiếp đi. Dạ. Mình đi. Lan. Anh vô trước đi. Em hãy nghe anh giải thích đi. Anh không cần phải giải thích, chính thái độ hèn nhát của anh lúc nãy đã nói lên tất cả rồi. Nhưng mà em cũng thấy rồi đó, lúc đó mọi người đang điên lên. Nếu như anh đứng ra giải thích, ai đâu mà chịu nghe. Vậy tại sao cũng có người chịu đứng ra giải thích cho tất cả mọi người để cứu nguy cho nguyên cái bệnh viện này? Em cứ yên tâm đi, trong buổi họp báo anh sẽ đứng ra nhận trách nhiệm của mình. Ok, vậy thì anh chuẩn bị đi. Và đừng có đi theo tôi nữa. Nên nhớ, đừng làm phiền ba tôi, hãy để cho mấy nghỉ ngơi sau cú sốc vừa rồi. Có chuyện gì buồn rầu hoài vậy? Có chuyện gì thì nói tôi nghe, anh em cùng nhau giải quyết. Thôi được, nếu cậu không nói thì cũng được. Nhưng mà tối nay cậu rảnh không? Tôi sẽ đưa cậu đi vô bar chơi. Vô đây, tôi bảo đảm cậu sẽ hết buồn liền. Cứ mỗi lần tôi bị stress công việc, tôi vô đó là tất cả mọi nỗi buồn đều tan biến hết. Ok, sao tôi tự nhiên lại quên vấn đề đó hả? Anh hay đi bar nhiều, anh có biết cô gái này không? Nhìn quen, tôi thấy quen lắm. Hình như lần nào tôi vô bar tôi cũng gặp cô này hết. Nè, nếu mà như vậy á, anh giúp tôi tìm địa chỉ của cô gái này có được không? Có chuyện gì mà quấy là gì của anh mà phải tìm cô ấy? Thì chính vì có việc cần mới nhờ tới anh giúp. Anh có giúp tôi được không? Được, anh em không à, cứ gửi hình đó qua cho tôi đi. Ok, rồi có gì thì tôi gửi qua cho anh nha. Bây giờ cậu ăn gì không? Tôi lấy cho cậu ăn. Không, thôi được rồi, tôi phải đi bây giờ á. Vậy nha. Tôi gửi hình rồi đó, có gì nhớ coi ha. Cảm ơn trước ha. Ừ.
Ngồi xuống đi, từ từ đi đâu mà vội vậy? Tôi có việc, tôi phải đi gấp. Ngồi xuống. Bác sĩ Kim vừa mới nói gì với anh vậy hả? À, thì cậu ấy buồn, tôi lại tôi hỏi thì cậu ấy không trả lời, rồi bỏ đi như vậy đó. Buồn chuyện gì? Không biết, tôi hỏi hoài cậu ấy không có nói. Anh Trung, anh lớn tuổi hơn tụi tôi, chứ anh cũng đủ hiểu cái chân lý kẻ khôn biết lừa chủ mà phò, còn nếu không thì bác sĩ Khiêm, anh ra đây, đi ra đây. Nè. Nè, cô kéo tôi ra đây làm gì vậy? Anh, tay vách mạch rừng, em có chuyện muốn nói với anh. Nói với tôi bây giờ có gì quan trọng nữa đâu? Em biết, em hiểu hết đó, nhưng mà cũng vì em quá lo ngại cho cái chuyện vừa mới xảy ra. Tính đang ngủ tôi hả? Dạ không phải, em có là cái gì trong mắt anh đâu mà dám ăn ngủ anh. Chẳng qua là em nghĩ anh đang rất cần cái bằng chứng mà em đang nắm. Bằng chứng gì? Thì cái bằng chứng mà chứng minh là anh vô tội trong chuyện làm chết bệnh nhân vừa rồi đó. Nè, tôi không có giỡn nha, cô đừng có đoán mò. Bằng chứng gì? Thật ra bệnh nhân không thể tử vong vì nhát dao sơ ý, mà trước đó trong quá trình gây mê đã có người can thiệp. Em có bằng chứng chứng minh có người can thiệp. Cái gì? Là ai đã làm? Thì là người lúc nào cũng chờ đợi anh sơ hở để đạp anh đó. Cô nói cái gì vậy? Tôi mới về bệnh viện, có hại gì ai đâu mà người ta hại tôi. Có đó, ai biểu anh tranh giành cướp đi vị trí trưởng khoa của người ta làm chi? Cái gì? Là phó khoa Minh hả? Anh cũng thiệt là tinh ý quá. Còn ai trồng khoai đất này nữa? Bây giờ bằng chứng đâu? Cô đưa đây cho tôi. Bằng chứng em để ở nhà rồi. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về lấy liền. Nhưng mà anh phải chờ sau giờ làm việc chứ. Chờ tối tối một chút, chứ để ai thấy anh thấy bất tiện quá. Thiệt, em nói thiệt, em thấy tội nghiệp anh quá. Ok, sau giờ làm. Chào anh. Đây, anh xem đi. Bác sĩ muốn muốn thằng đó mức độ nào? Cấp 1 hay là chưa cần thiết đâu anh. Bây giờ anh chỉ cảnh cáo nó sơ sơ thôi, cho nó bỏ cái thói xen vào chuyện người khác. Tiếp theo em sẽ tính tiếp. Chuyện nhỏ. Dạ em gửi anh. Dạ cảm ơn anh, em đi trước nha. Ok, chào anh. Dạ, em nghe đây nè ca. Mẹ mày, sáng giờ tụi mày đi đâu hết trơn vậy? Sao tao không thấy thằng nào hết trơn vậy? Dạ, sáng giờ tụi em ngủ quên nè ca. Đi qua đây liền. Dạ. Xử lý vụ này cho tao. Dạ, em qua liền. Đây. Ê, nào mày. Chú xe mày. Chú xe mày. Chạy lên. Chú xe mày. Mày, thôi, được rồi. Mày để tao. Mày lỡ gì? Đánh ra.
Mày bên nhầm mày rồi. Thôi đủ rồi. Mày bớt nhiều chuyện lại nha. Chuyện mày không lo mà mày lo chuyện bao đồng, lo chuyện người khác. Mày lặng nào. Mấy anh mà còn đánh người như vậy tôi kêu công an tới đó. Mày chờ tao á. Mày ngon lắm. Mày nhớ nha. Anh à. Anh có sao không vậy? Tôi không sao. Bọn họ là ai? Tại sao lại đánh anh vậy? Tôi không biết. Sao tự nhiên lại đánh tôi như vậy đó? Họ có nói tại sao lại đánh anh không? Họ nói cái gì mà họ đánh tôi vì cái tội nhiều chuyện. Đừng có nói chuyện gì cho ai nghe gì đó. Tôi không có biết gì hết. Khắc Minh. Không lẽ là mày? Khắc Minh. Khắc Minh là ai vậy? Tại sao lại cái người đánh anh? Tôi có nói anh cũng không biết đâu. Bây giờ anh có sao không? Thôi để tôi đưa anh đi bác sĩ nha. Bác sĩ gì? Tôi là bác sĩ nè. Vậy bây giờ anh có thể đi về được không? Thôi được rồi, tôi về được rồi. Cảm ơn anh. Chiều em đi mà. Cái gì? Sao? Chiều em đi rồi em sẽ giúp anh. Yêu em đi anh. Trung, trời đất ơi, cái mặt anh bị sao vậy? Té xe hả? Nhìn vậy không phải té xe đâu. Hay là anh bị người ta đánh hả? Có phải chính cậu đã thuê người đánh tôi phải không? Giỡn hoài anh Trung. Anh nói gì vậy? Anh có bằng chứng không? Không cần bằng chứng. Chính cậu chứ không ai nữa hết. Nè, anh không bằng không chứng gì mà dám khẳng định tôi hả? Tôi không cần bằng chứng gì hết. Bộ anh không sợ tôi sẽ thưa anh cái tội vu khống tôi hả? Lúc đó ở tù chứ chẳng chơi đâu nha. Cậu đừng có đắc ý. Nói cho anh biết đi, em nắm được bằng chứng gì? Em chính là bằng chứng sống rồi nè. Bớt giỡn đi. Em nói thiệt, em thấy Minh lén vào tủ thuốc, lấy thuốc trong danh mục cấm và cầm vào phòng mổ. Để làm gì? Nếu không phải là tạo nguy cơ tử vong cao cho bệnh nhân khi đang phẫu thuật. Nhưng mà nói vậy thì ai mà tính? Vừa lúc đó em cầm sẵn điện thoại trên tay và chụp hình luôn rồi. Hơn nữa, so với giờ Minh sắp vào phòng mổ thì anh ta buộc phải trả lời chất vấn à.
anh ta cầm thuốc vào để làm gì. Em sẽ ra mặt để giúp anh. Nhưng mà hình đâu? Thấy chưa? Con chó. Ok. Vậy thì giờ sao? Phải bù đắp cho em chứ. Thưởng cho em đi. Cảm ơn anh lúc đó đã có mặt kịp thời để mà giải quyết mọi việc trong lúc ba của tôi đang lên cơn đau tim. Tôi không thể nào khoanh tay đứng nhìn mà ngó lơ được. Bệnh viện này không chỉ là nơi làm việc mà là nơi cô mang tôi từ thời sinh viên, nên trong thâm tâm tôi có cảm giác đây chính là nhà của mình vậy. Anh đúng là một người trọng tình trọng nghĩa. À, sức khỏe của giám đốc khá hơn rồi phải không? Qua điện thoại hỏi thăm, tôi thấy ông có vẻ phấn chấn hơn. Cảm ơn anh. Ba của tôi muốn gặp riêng anh để bàn bạc về một số nội dung cho họp báo sắp tới. Xin lỗi anh. Anh sẽ phụ trách báo cáo chi tiết về một số bệnh nhân có bệnh án mà bệnh viện đã chữa trị thành công trước đó, để chứng minh cho mọi người thấy cái sự việc vừa qua chỉ là tai nạn thôi. Sao cứ làm phiền hoài vậy? Ta đã không muốn nghe rồi mà. Cô đọc tin đi, biết đâu đó là tin quan trọng thì sao? Là của Khiêm. Anh đọc đi. Tôi xin phép đi toilet một chút nha. Làm gì cái mà... chuyện mà cậu gấp gáp dữ vậy? Chuyện cậu nhờ tôi đó. À, sao? Anh nói đi. À, cái cô gái mà trong hình cậu đưa đó, sau giờ làm tôi sẽ đưa cậu đến gặp nha. Anh nói thật hả? Tốt quá, cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn nhiều. Có gì đâu, chuyện nhỏ mà. Có gì sau giờ ta cá tôi đưa cậu đi gặp nha. Ok ok, cảm ơn anh. Anh Minh, em mới vừa nghe ông Trung với ông Kim nói chuyện với nhau á. Họ nói gì? Họ đang tính hại anh đó. Ông Trung á, vừa mới dò la tin tức của cô gái mà lần trước hại Kim đó. Bây giờ tính sao vậy anh? Thật sao? Dạ, chiều nay ông Trung sẽ dẫn ông Kim tới gặp cô ta đó. Em thấy lo cho anh quá. Bây giờ tính sao vậy anh? Về phòng anh trước đi, ở đây nói chuyện không tiện đâu. Dạ. Kính thưa quý vị, những điều mà tôi sắp nói trong buổi họp báo này
hoàn toàn là nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Và nó cũng đi ngược lại với mọi nguyên tắc và thậm chí là đạo đức của ngành y. Trong ca tử vong vừa rồi của bệnh nhân, tôi là bác sĩ trực tiếp phẫu thuật và toàn bộ ekip đã làm đúng theo quy trình. Nhưng chỉ vì một con sâu muốn làm hại tôi nên đã phá hỏng tất cả công sức của toàn bộ ekip và thậm chí là lấy đi mạng sống của một con người vô tội. Người đó là một con quỷ đội lớp bác sĩ. Và hiện tại người đó cũng đang có mặt ở đây. Bác sĩ Kim, anh có biết anh đang nói cái gì không? Trong một buổi họp báo đông đảo như thế này, không phải muốn nói gì thì nói, chúng ta nói cái gì đều phải có nhân chứng và vật chứng. Thưa giám đốc, tôi sẽ mời nhân chứng ra đây ngay. Người đó đã tận mắt chứng kiến bác sĩ Minh tráo thuốc, chuẩn bị tiêm cho nạn nhân và thậm chí là còn chụp được hình. Cậu Kim, vậy là sao? Hình này là ý nghĩa gì? Hả? Dạ xin lỗi giám đốc. Dạ, chắc là có một sự nhầm lẫn nào đó ở đây. Bác sĩ Kim à, tủ thuốc do ekip gây mê quản lý. Nếu bác sĩ nói bị bác sĩ mình hãm hại, vậy thì hãy đưa ra bằng chứng để chứng minh mình trong sạch đi. Được, tôi xin phép ra ngoài để liên lạc với nhân chứng. Nhân chứng ở đâu? Ủa vậy làm sao? Nó là có bằng chứng mà giờ lại không có. Bây giờ chứng nhân chứng làm sao? Ai biết đâu. Thôi cứ đợi chút xíu đi coi sao. Sao rồi? Tôi xin lỗi, tất cả là do lỗi của tôi. Tôi không có bằng chứng, không liên lạc được với nhân chứng. Tất cả là do năng lực của bản thân. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Và tất cả những gì tôi nói lúc nãy đều là hồ đồ và vô căn cứ. Còn tấm hình đó là do một kẻ nặc danh ngụy tạo gửi tới, không đổ tội cho bác sĩ Minh. Một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi. Bác sĩ Kim, nếu anh còn lòng tự trọng của mình, tôi khuyên anh nên từ chức đi. Bác sĩ Kim, cậu hãy chuẩn bị bàn giao chức trưởng khoa của mình cho bác sĩ Minh nhận nhiệm vụ. Bác sĩ Minh nhận nhiệm vụ mới. Dạ giám đốc. Kể từ giờ phút này, tôi tổng giám đốc của bệnh viện đình chỉ chức vụ của bác sĩ Kim, chờ đưa ra hội đồng kỷ luật. Chúng ta tiếp tục buổi họp báo. Bác sĩ Minh. Dạ. Hãy báo cáo các chế độ bồi thường cho thân nhân người tử vong. Dạ thưa, chi tiết của việc bồi thường là... Cậu tìm tôi có chuyện gì? Anh ngồi đi. À, hay là cậu muốn gặp tôi để xin lỗi chuyện lần trước hả? Không, tôi muốn cho anh coi cái này thôi.
Sao cậu có như hình này? Tôi đã nói với anh rồi, chim khôn biết lựa cành mà đậu. Nếu như anh không muốn cả cái bệnh viện và nhất là vợ con của anh trông thấy, thì anh khôn hồn từ bỏ ý định giúp Kim đi. Không được. Tôi đã cảnh báo anh rồi mà tại anh không nghe. Tôi nhắc nhở anh thêm một lần này, nhưng mà lần sau tôi không có nhẹ nhàng như vậy đâu. Cậu muốn tôi làm gì? Đơn giản thôi, không giúp sức cho Kim nữa. Anh hiểu rồi chứ? Ra đi. Anh Trung à, anh làm cái gì như người mất hồn vậy? Tôi gọi anh quá trời. Cậu Kim à, có chuyện này. Anh bị sao vậy? Sao cứ như người lơ đễnh vậy? Hết ca trực rồi, đi. Đi đâu? Anh nói gì lạ vậy? Anh hứa là chiều nay dẫn tôi đi gặp cô gái đó. Rồi tự nhiên anh hỏi như vậy là sao? Thực ra thì tôi chỉ thấy cô gái đó giống người trong hình thôi, chứ không phải người mà cậu cần tìm đâu. Ủa, hồi trưa tôi thấy anh rất là hồ hởi, anh chắc chắn anh khẳng định điều đó. Rồi bây giờ tự nhiên anh nói ngược lại là sao? Tôi xin lỗi. Anh, nè, Anh Trung. Anh Trung à, bây giờ anh với em sẽ đi ăn, sau đó mình đi xem phim ha. Ông đói bụng chưa? Hai mẹ con tôi dọn cơm ra ăn nha. Ba. Ông sao vậy? Sao vậy ông? Sao ông ngồi như người mất hồn vậy hả? Tôi không có sao. Không sao mà sao tôi kêu nãy giờ ông không nghe? Nè, ông có đói bụng không? Để tôi xuống tôi dọn cơm lên ăn. Dạ đúng rồi đó ba, để con xuống con dọn cơm mình ăn cơm nha ba. Nè, ông sao vậy? Nói cho mẹ con tôi biết coi, có chuyện gì? Nè, cái thai của con cũng lớn rồi, con bớt lo mấy chuyện nhà lại đi, để cái chuyện cơm nước giặt giũ trong nhà cho má con lo. Con phải có thời gian nghỉ ngơi. Dạ con biết mà, ba đừng có lo. Nè, sau này con phải cố gắng sống thật tốt vì con của con nghe chưa? Chỉ cần nghĩ đến đứa nhỏ thôi, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con cũng không được buồn bã mà nghĩ quẩn nghe chưa? Phải mạnh mẽ lên. Con phải biết là luôn luôn bên cạnh con là có ba với má, lúc nào ba má cũng giúp đỡ cho con, hiểu chưa? Trời, nè, bữa nay ông này ngộ nha, sao tự nhiên căn dặn ba cái chuyện đó là làm sao? Khi không cái gì mà khi không. Tại tôi thấy con Mai anh nó yếu đuối, mà cái chuyện tương lai có ai biết trước cái gì đâu, chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết. Tôi là tôi dặn trước vậy thôi. Cái gì mà lo xa dữ vậy không biết, làm tôi tưởng đâu là có chuyện gì à? Ba
Ba cứ yên tâm đi, con sẽ mạnh mẽ. Con mạnh mẽ thì sau này con của con nó mới cứng rắn, bản lĩnh được chứ. Ừ, con biết nghĩ như vậy thì ba cũng yên tâm rồi. Dạ, thưa dì Dượng, con mới tới. Ủa, ừ. Mới tới hả con? Ngồi đi con. Dạ. Con, sẵn anh Hào ghé qua đây chơi, hai má con mình xuống dọn cơm lên ăn nha. Nè Hào, bữa nay ở đây ăn cơm nghe không con? Dạ. Đi con. Dạ. Tôi xuống nha. Có chuyện gì vậy Dương? Ừ, con ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống đây. Dạ. Dạo này con có thường hay gặp Minh không? Dạo này con cũng bận, rồi thằng Minh nó cũng bận cho nên ít gặp nhau. Bộ có chuyện gì với thằng Minh hả Dương? Hồi chiều á, Dương cũng gặp thằng Minh. Dương thấy nó chở cô nào đó, mà Dương thấy là hai người rất là tình tứ với nhau, cho nên Dương rất là lo. Tính thằng Minh rất là háo thắng, nhưng xưa giờ con không thấy nó có tính lăng nhăng. Ờ, có thể đó là đồng nghiệp, nó chở giùm thôi đó Dương. Ừ, thì Dương cũng mong là như vậy. Ừ, xưa giờ con không thấy nó có bạn gái nào, cho tới khi gặp Mai Anh. Con cũng thường nhắc Minh quan tâm tới Mai Anh nhiều hơn, và Minh nó cũng hứa với con rồi Dương. Ừ, chỉ mong con Mai Anh nó được hạnh phúc sau khi nó sanh đứa bé ra. Còn bây sao, công việc hiện tại có ổn không? Dạ, con hạn chế thời gian đi làm lại, để con đi học lại. Con cũng đang chờ khai giảng. Ờ, vậy hả? Dạ. Vậy thì Dượng mừng cho con đó, ráng mà cố gắng học nghe chưa? Dạ, con biết rồi Dượng. Đúng rồi đó con, cố gắng học sao cho thiệt tốt nghe không? Dạ. Chúc mừng anh, cuối cùng cũng thực hiện được nguyện vọng của mình. Ừ. Rồi, ngồi xuống ăn cơm đi con. Em ngồi đi. Dạ. Dạ, để con bới cơm. Mắc cười quá anh ơi. Tự nhiên á, hắn ta nghĩ là em mê hắn ta thiệt, chịu ra làm chứng để hại anh. Em đâu có ngu mà giúp hắn. Em chỉ mê anh thôi. Ừ, em giỏi lắm. Ừ, sao giờ mới biết hả? Mà nè, bữa đó anh vô tổ thuốc làm chi vậy? Ừ, có làm gì đâu, vô đó dầm dầm chơi thôi. Ai về bị em chụp hình. Tại cái tật của người ta, cứ thấy trai đẹp á là đưa máy lên chụp hình nè. Mà anh chưa trả lời em á nha. Một ống bữa đó anh lấy đi thì lẽ ra trong tủ thuốc phải hụt một ống, nhưng mà hôm sau lại có đủ lại. Sao hay vậy anh? Anh bỏ vô hồi nào vậy? Em bị sao vậy hả? Hôm nay ăn nói lung tung, chắc là bị thằng Kim nó làm mờ mắt rồi phải không? Anh nói bậy bạ không à. Không nhờ anh bày ra cái trò dụ khỉ hắn tới đây á, thì làm sao mà có được những tấm hình mà anh cần chứ. Anh đó, giải quyết cho xong sớm đi nha. Em muốn công khai chuyện của chúng mình, chứ cứ lén lút như vậy hoài em chán quá. Ủa, anh đi đâu vậy? Sao mà ở lại với em thêm chút nữa? Ngoan, anh có gì phải đi rồi. Để em khác, anh sẽ ở bên em nhiều hơn. Anh hai gọi em ra đây có chuyện gì không? Không, chỉ là hỏi thăm tình hình của em thôi. Cảm ơn em. Nhưng mà cũng có chút chuyện. Có chuyện gì anh nói nhanh đi, lát nữa em cũng có ca phẫu thuật rồi. Anh không có muốn xen vào cuộc sống của em, nhưng mà chiều hôm qua có phải em chở cô gái nào phải không? À, cô ta chỉ là đồng nghiệp trong bệnh viện của em thôi. Xe hư cho nên là nhờ em chở quá gian vậy đó mà. Bộ có chuyện gì hả anh? Anh biết cô ta hả? Không,
Chỉ là hôm qua Dượng Tư thấy em chở cô ấy, cho nên buồn và lo cho mẹ anh thôi. Trời, đồng nghiệp thôi mà, khó gì đâu. Thôi được rồi, để em tới giải thích cho Dượng hiểu. Em không có cần giải thích, anh chỉ cần là em hành động, quan tâm tới mấy anh nhiều hơn, để dì Dượng thấy điều đó mà yên tâm và tạo được lòng tin cho dì Dượng nữa. Ok, em biết rồi. Mà anh giờ này sao rồi? Thì cũng vậy thôi. À, có điều sắp tới anh sẽ đi học lại đó. Ừ, vậy thì tốt quá, chúc mừng anh. Ừ. Alo, anh nghe nè Nguyễn Lan. Bữa nay mấy giờ anh trực vậy? Ờ, 10 giờ anh có ca phẫu thuật, có chuyện gì không em? Dạ không, em chỉ định rủ anh đi ăn sáng thôi. Vì chứ cái đó thì được, còn dư thời gian mà. Em đang ở đâu, anh tới đón. Ok. Anh hai, em có việc rồi em đi trước nha. Ừ, để đi. Dương tự lo đúng là không thừa mà. Rồi con của mấy anh, thằng Minh cứ như vậy thì sau này mấy anh sẽ ra sao đây? Tóc em dính gì nè? Dạ. Vậy hả? Chà, tóc của em thơm quá ha. Nè, ê, anh làm gì vậy? Đừng có thừa nước đục thả câu, cướp nghiệp của tôi nha. Anh đang nói hồ đồ cái gì vậy anh Khiêm? Bác sĩ Khiêm, anh nói tôi không sao, nhưng anh nói Nguyễn Lan như vậy thì thật sự anh quá hồ đồ. Cô ấy đã lớn rồi, cô ấy biết suy nghĩ, và quan trọng là cô ấy biết nhìn người. Anh nói vậy ý anh là sao? Ý tôi là anh nên nhìn nhận lại bản thân của mình. Nếu anh thật sự là người tốt thì Nguyễn Lan đã không rời xa anh, đúng không? Tôi và cô ấy đều chưa có gia đình, chúng tôi có quyền đến với nhau. Anh lấy cái quyền gì mà quản thúc, mà cấm cản cô ấy hả? Em thật sự thấy xấu hổ vì đã quen anh. Em không nghĩ là một người có học thức như anh lại cư xử tệ tới như vậy. Mình đi anh. Ừ. Nè, bye bye. Ủa, sao đứng đây? Em đi kiểm tra coi anh có trốn học hay không. Trời đất ơi, đi học thì gặp cô giáo, ra ngoài này thì gặp giám thị giám sát, sao chơi nổi trời. Thôi, đói bụng chưa? Cũng hơi đói đói đó. Đi ăn ha. Đi. Dạ trước đi bà giám thị. Rồi, từ từ thôi ha, từ từ. Dạ. Rồi. Gì vậy? Rồi, để anh chút. Rồi, em. Rồi, em mở mắt ra đi. Chúc em sinh nhật vui vẻ.
Lan, em chịu nghe máy rồi hả? Hả? Anh nói cho em nghe nè, em phải tin anh, mọi chuyện không có như em nghĩ đâu. Anh bị thần Minh nó cài bẫy. Đến nước này rồi mà anh còn không nhìn lại bản thân của mình, mà còn đổ thừa cho người khác nữa là sao? Bây giờ anh không cần biết, em chỉ cần tới đây đi, rồi anh sẽ giải thích với em. Vậy ha, nhanh đi, nhanh đi. Bây giờ anh đang ở đâu? Anh đang quán nhậu nè. Anh sẽ nhắn tin cho em địa chỉ ha. Khuya rồi, trời lạnh lắm. Để anh đưa em về nha. Em chưa muốn về. Ở nhà mà có một mình thì ở đây tốt hơn. Em về nhà sẽ được an toàn hơn chứ? Không, em nghĩ ở đây sẽ an toàn hơn. Đúng không anh? Có vẻ như anh vẫn không quên được mối tình đầu đúng không? Có những thứ suốt đời cũng không thể nào quên được. Coi lại bộ dạng của mình coi bây giờ giống cái gì hả? Em tới. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Có chuyện gì em nói đi. Thì em ngồi xuống đi rồi nói chuyện. Ok. Thật sự anh nói cho em biết rồi. Anh không biết là nhà em coi trọng thằng Minh như thế nào, mà tin lời nó coi anh như một kẻ đòi bại là sao. Anh nói chuyện lại cho đàng hoàng. Thứ nhất, anh Minh không hề nói với tôi bất cứ điều gì. Thứ hai, chính anh Minh đã sửa chữa hết sai lầm này tới sai lầm khác do chính anh gây ra. Nó ngon như vậy hả? Vậy bây giờ anh hỏi em nè, em coi anh là cái gì của em hả? Anh muốn tôi coi anh là gì thì tự nhìn lại chính mình đi. Tôi mặc kệ anh đi. Thôi bây giờ ngồi xuống đây uống với anh đi. Ngồi xuống. Cho lên bia đi. Thôi lên vợ bia. Chồng mà có gì đâu cãi nhau. Vợ chồng gì? Tôi có quen biết gì đâu với anh. Ủa vậy là không có quen biết gì hết hả? Vậy rồi ai tính tiền? Em ơi, thì tất nhiên là tôi tính rồi. Thì vợ tôi nhiều khi không thích tôi vậy. Rảnh ngồi xuống đi, lấy bia ngồi chơi với tôi chút vậy ha. Em ơi, cho chén đũa. Dạ, có liền. Rồi. Đó. Dạ, rồi, lấy bia luôn em ơi. Dạ. Lấy bia. Ôi, chuyện vợ chồng cãi nhau là bình thường, không gì. Đó. Rồi, rót luôn. Đây, rót cho. Rồi, tôi xin phép uống với anh cái này cái rồi tôi vô nha. Rồi. Dạ, em mời anh nha. 50 thôi nha. Rồi, ok. Dạ. Anh nè. Em mua cho anh đó. Anh uống đi. Hôm nay đâu phải là ngày trực của em đâu mà tới đây. Hôm nay em trực thay cho chị Mai, nhà chị có việc. Nhưng mà thật ra em ở lại đây là vì anh đó. Sao em nói em trực thay chị Mai mà? Thì đúng là em trực thay cho chị, nhưng mà nếu hôm nay anh không có trực á thì em cũng không có nhận lời đâu. Thì ra là có ý đồ đen tối phải không? Tất cả là vì anh đó.
Càng ngày em càng bạo dạn đấy nha. Bộ không sợ hả? Có anh bên cạnh em không có sợ gì hết á. Không sợ mất việc luôn hả? Không lẽ anh để cho em bị mất việc sao? Nếu em phạm tội nhẹ thì anh còn giúp đỡ được. Còn nếu mà em phạm tội nặng thì anh cũng chịu thua. Em trước giờ ngoan hiền, lúc nào cũng làm việc chăm chỉ hết á. Em mà có phạm tội lỗi gì đó là cũng vì anh hết đó. Cô cũng ghê gớm quá chứ. Như vậy mới hợp với anh chứ. Tụi bạn á ganh tị với em lắm đó. Về chuyện gì? Thì có được người yêu vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh vậy đó. Nè, sau này em đừng cho ai biết về mối quan hệ của tụi mình nha. Ngay cả những người không làm chung bệnh viện luôn hả? Sao vậy? Tại anh muốn tạo sự bất ngờ cho mọi người thôi. Vậy mà em cứ tưởng là anh không có thật lòng với em, cho nên sợ mọi người biết mối quan hệ của chúng ta. Cô cũng thông minh đó. Làm gì có chuyện đó. Bây giờ anh nói em nghe, mình làm gì á, mình cũng phải cẩn thận, dè chừng hết mới được. Như vậy mới là người yêu hoàn hảo của em chứ. Ủa ba. Nhắn tin cho ai mà say sưa quá vậy con? Ba vô tới nơi rồi mà còn không hay biết gì hết. Dạ. Tại vì ba vừa làm con bất ngờ chứ bộ. Tại con đang tập trung nhắn tin. Nè. Dạ. Người yêu phải không? Bạn trai phải không? Alo. Sao? Cái gì? Em tới phòng trực hả? Anh. Em à, Nguyễn Lan đang tới đó. Sao giờ này cô ta lại đến đây? Anh không biết nữa. Chắc là cô ta đang gặp chuyện buồn gì đó thôi. Cô ta là người yêu của bác sĩ Khiêm, sao đêm hôm lại tới tìm anh? Nghe đâu tình cảm của hai người đó không ổn, cho nên chắc cô tới tìm người để tâm sự thôi. Cả cái bệnh viện này thiếu gì người, tại sao không tìm ai mà lại tìm anh? Đừng hỏi nhiều nữa, bây giờ em mau ra ngoài đi. Sao kìa em ra ngoài? Anh sợ cô ta biết, hay là hai người có tình cảm với nhau rồi, phải không? Em cứ suy diễn lung tung. Anh chỉ sợ là cô ta hiểu lầm rồi gây bất lợi cho em. Dù gì cô ấy cũng là trưởng phòng nhân sự mà. Anh làm như vậy chỉ là nghĩ cho em thôi mà. Anh đừng có quên là em đang nắm giữ những bí mật của anh đó. Nếu mà anh phụ em thì em sẽ cho ông Khang biết hết tất cả những chuyện của anh đó. Nè, ngoan, khôn thì im lặng làm việc của mình. Còn mà lên cơn đi ngẫu á thì đừng có trách anh. Anh ta dám đe dọa lại mình. Em tới đây có chuyện gì hả?
Nếu như anh không muốn gặp em thì thôi, em về. Làm gì có chuyện mà anh không muốn gặp em. Chẳng qua là anh ngạc nhiên là tại sao giờ này em tới tìm anh thôi. Em mới đi gặp Kim. Em mới gặp Kim hả? Anh ta có nói gì với em không? Dạ có. Anh ta cứ nói là có người muốn hãm hại anh ta, và anh ta sẽ cố gắng tìm ra bằng chứng để chứng minh là mình vô tội. Em tin anh ta hả? Em cũng không biết nữa. Anh không biết cảm nghĩ của em như thế nào, nhưng anh thì không nghĩ vậy. Ý của anh là gì? Bác sĩ Kim nói vậy với em chẳng qua là muốn kéo dài thời gian, tìm cách lấy lại lòng tin của em thôi, chứ làm gì có chuyện có người hãm hại anh ta. Có lửa thì mới có khói. Nếu anh ta không làm gì sai thì có gì phải sợ? Sống chân thật và làm việc hết mình thì làm sao mà vấp phải sai lầm này đến sai lầm khác được. Chỉ có những người yếu kém mới tìm đủ mọi cách để che đậy sự thật và cầu xin lòng thương hại của người khác dành cho mình thôi. Trước đây anh ta không phải là con người như vậy. Em không hiểu tại sao thời gian gần đây anh ta lại trở thành người rất khác. Anh thấy tinh thần của bác sĩ Kim không được ổn định. Em đó, không nên đi gặp anh ta một mình như vậy. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nếu em cần gặp anh ta thì cứ nói với anh, anh đưa em đi gặp. Anh sợ anh hại em hả? Con người ta một khi đã lên cơn phẫn nộ thì cái gì cũng dám làm hết. Mà thật ra anh rất là quan tâm em. Em cảm ơn anh. Thà mình phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh. Nhưng em quen anh ta cũng nhiều năm rồi, em nghĩ anh ta không thể nổi tệ như vậy đâu. Dù gì thì anh vẫn sợ. Sợ anh ta quá xúc động rồi xảy ra những chuyện không hay với em. Anh nói thiệt, nếu em xảy ra chuyện gì anh đau lòng lắm. Em à, hãy hứa với anh không đi gặp bác sĩ Kim một mình. Nếu có cần gì anh sẽ đưa em đi. Dạ. Ủa, chào trưởng phòng. Bữa nay đâu phải lịch trực của chị đâu, sao chị lại đến đây? Đây là bệnh viện của ba tôi. Tôi muốn đến lúc nào thì tôi đến. Tại sao cô phải thắc mắc? Tôi đến để giám sát mọi người làm việc được không? Cũng phải hỏi ý kiến cô hả? Cô đứng đây làm gì nữa? Đi làm việc của mình đi. Đi đi. Mình lên em. Hai người giỏi lắm. Bác sĩ Kim, bây giờ anh tới bệnh viện liền đi. Tới liền đó nha. Muốn chơi con này rồi bỏ hả? Không dễ đâu. Không hiểu sao thằng Kim lúc này nó cứ gây ra sự cố hoài ở trong bệnh viện. Một bác sĩ có năng lực và tay nghề cao như nó đã gây nên những sự cố mà không nên phạm phải. Cái điều này bà lo lắng vô cùng. Sao lại như vậy? Hay là anh ta đang gặp điều gì khó gỡ? Bà cũng từng đã hỏi nó là nguyên nhân từ đâu, nhưng mà nó cứ im lặng không trả lời. Vậy còn chị Uyển Lan thì sao? Chị ấy không hỏi được anh Kim là chuyện gì xảy ra hay sao ba? Hỏi gì mà hỏi, tụi nó mâu thuẫn lớn lắm. Gặp nhau là cứ cãi lộn với nhau không mà hỏi được cái gì. Mà ba nè, có khi nào á có ai đó văn bậy để hãm hại anh ta để tranh giành địa vị không ba? Lúc đầu thì ba cũng nghĩ như con. Ba cũng có khuyên thằng Kim hãy cố gắng khắc phục những sai lầm đáng tiếc xảy ra trong bệnh viện, nhưng nó không chịu sửa và càng ngày nó càng tuột dốc nữa, khiến bà vô cùng thất vọng. Cũng tội cho anh ta, những lúc như vậy thì ảnh cần người yêu bên cạnh biết chừng nào. Cũng may ở bệnh viện mình còn có bác sĩ Minh. Những việc mà thằng Kim gây ra thì bác sĩ Minh nó đều giải quyết được hết.
cũng nhờ vậy mà bệnh viện không bị mang tiếng. Còn Nguyễn Lan cũng vì điều này mà càng ngày nó càng thất vọng về thằng Khiêm, rồi xảy đến mâu thuẫn với nhau. Mà bác sĩ mình đó là người ra sao hả ba? Một anh chàng có năng lực và cầu tiến. Có phải là cái người mà nhận được học bổng của bệnh viện mình trong mấy năm học đại học y có đúng không? Chính cậu ta đó. Cậu ấy làm việc rất dứt khoát, nhưng có đôi khi có những cái sự hơi bị cứng nhắc. Mà cái điều mà ba thích ở cậu ta là cầu tiến, chịu cố gắng học hỏi. Con nghĩ những người như anh ta tuy giỏi nhưng mà thường luôn có những tham vọng. Tham vọng cũng là một động lực giúp cho người ta tiến bộ đó con. Không, nhưng mà nếu người đó có quá nhiều tham vọng thì sẽ rất là nguy hiểm đó ba. Ghê quá. Ghê quá. Đúng là cô luật sư không bao giờ chịu thua ai, dù người đó là người thân, người nhà. Bởi vì con là người đại diện cho công lý mà. Hiểu rồi, cô luật sư, con gái cưng của tôi. Nè, ngủ sớm. Dạ. Có sức khỏe mai đi làm nghe con. Dạ, con biết rồi nha. Ba ngủ ngon nha. Ba đừng có suy nghĩ nhiều quá nha. Bye ba. Dạ. Bye bye ba. Ba đóng cửa giùm con nha. Anh tới rồi hả? Ủa, là cô hả? Cô gọi tôi chi vậy? Trời ơi, cái gì mà nồng nặc mùi rượu vậy? Là sao? Cô gọi tôi tới đây nói việc cấp là việc gì? Cô nói đi. Đi theo em rồi biết. Đi đâu nữa? Đi. Tôi mệt quá à. Cho tôi thở chút đi. Trời ơi, bác sĩ gì mà nồng nặc mùi rượu như vậy? Bệnh nhân mà nhìn vô còn mặt mũi gì nữa? Bác sĩ Kim, sao anh lại uống rượu say đến như vậy hả? Ê, đừng có giỡn trò nhân đạo nha. Tao là tao thừa biết bản mặt của mày nha. Anh coi lại mình đi bác sĩ Khiêm. Bây giờ anh giống cái gì hả? Bây giờ bên cạnh em đã có nó rồi. Em đâu có coi anh ra cái gì cơ, đúng không? Anh say quá rồi đó. Anh về ngủ đi. Lan à, sao em không tin anh? Em phải tin anh chứ. Tại sao em lại tin đó vậy? Anh nói đủ rồi đó. Nếu như anh còn lòng tự trọng thì anh đi về ngủ đi. Đừng để cho tất cả mọi người ở đây nhìn thấy bộ dạng của anh như vậy, có được không? Y tá Tuyết, dù ai ở đây cũng biết rằng cô thầm thương trộm nhớ bác sĩ Khiêm, nhưng cũng không nên lộ liễu đến nỗi mà đưa bác sĩ Khiêm tới đây trong tình trạng như vậy. Lỡ người ngoài người ta nhìn thấy thì còn gì là danh dự của bác sĩ Khiêm, đã vậy còn làm ảnh hưởng tới bệnh viện của mình nữa, cô hiểu hay không? Hai người giống nhau thiệt, không có đầu óc để mà suy nghĩ, cư xử không ra gì cả. Mày tưởng mày cười là mày ngon lắm hả? Mày cười được, tao cũng cười được vậy. Tại anh hết đó. Cái gì tại tôi? Trời ơi, tao là tao quế giọng cười của mày à. Tao cười không được nè. Tâm và ngưỡng mộ bác sĩ Khiêm hả? Đúng là trước đây em có từng ngưỡng mộ bác sĩ Khiêm, nhưng mà đó là chuyện của trước đây. Còn bây giờ em đã là người yêu của anh, đã là người phụ nữ của anh. Tại sao trước mặt Uyển Lan anh lại đối xử với em như vậy? Anh chỉ nói sự thật thôi, anh có nói cái gì quá đâu. Chứ không phải là anh đang muốn cố chinh phục Uyển Lan, anh đang muốn trở thành con rể của ngài giám đốc chứ gì. Em đừng có tỏ ra ghen tuông và so sánh mình với Uyển Lan như vậy. Tại sao tôi không được ghen tuông, không được so sánh mình với cô ấy? Vì em không xứng. Người khôn phải biết thời thế,
và nhẫn nại. Đồ quỷ biện, đồ xảo trá. Nè, tại sao cô lại hại tôi? Thằng này có làm gì cô không? Cô lại hại tôi như vậy hả? Nè, anh nói gì vậy hả? Anh nghĩ sao vậy? Tôi có làm gì đâu mà hại anh. Cô đã hứa với tôi là cô sẽ đứng ra làm chứng, tới lúc đó thì cô lại biến mất. Tại sao cô lại làm như vậy? Nè, anh xác nhận lại đi nha. Làm chứng cái gì mà làm chứng? Cái hình đó em đã đưa cho anh rồi. Chỉ tại anh nôn nóng, chưa gì hết là bung bét lên hết trơn à. Vậy cho nên bằng chứng mới trở nên vô giá trị. Bây giờ anh lại còn trách em nữa. Anh ăn ngủ với người ta cho đã rồi, giờ anh trở mặt ghét bỏ người ta. Cô ăn nói ngược ngạo cái kiểu gì vậy? Ồ, Tuyết, Kim. Thì ra hai người đã Con chó, mày chơi tao đúng không? Mày gài Tuyết có đúng không? Chỉ thông minh để đâu vậy ông Kim? Ông và Tuyết đủ khôn đủ lớn để chịu trách nhiệm về hành vi tính dục của mình mà. Mày đừng có đánh trống lảng. Được, tao sẽ vạch mặt mày trước mặt mọi người. Mày đợi đó. Cũng may lạnh tới kịp. Hỏi hai người đó có thường tới đây uống cà phê không? Dạ không. Hình như là ở quận khác tới. Mà mấy người này á, anh đừng có dính tới không có hay. Mấy người này không có đàng hoàng đâu. Chào dì Dưỡng. Ủa, chào con. Bữa nay con không đi trực hả con? Dạ không, con đi công chuyện, sẵn tiện con ghé con gửi chút quà cho bà bầu tẩm bổ. Dì nhận giùm con. Cứ cho quà, cái gì đây? Chà. Dạ, dạ đó là yến xào. Dì đem ngâm cho nó nở ra, rồi nhặt cho sạch. Dì đem chân với đường phèn cho mấy anh ăn bổ lắm đó dì. Trời ơi, sao con sang dữ vậy? Nghe nó mắc tiền lắm phải không? Đúng rồi, dạ. Nó mắc tiền lắm đó. Dạ không, con mua rẻ lắm. Tại cái này cũng là yến dụng thôi. Chứ gì không biết mua hả? Mua tầm bậy ở ngoài nhiều khi là yến giả, chứ cái này là yến thiệt đó. Con thiệt là chu đáo á. Phải chi thằng Minh á, mà nó được bằng nửa con thôi là mừng cho con mấy anh rồi. Minh nó làm sao hả dì Dưỡng? Ông này sao cứ hay càm ràm. Nó là bác sĩ, trực đêm trực hôm ở bệnh viện. Nó bận rộn lu bu như vậy, không về nhà là chuyện bình thường. Không có sao đâu con. Bộ thằng Minh nó ít về thăm mấy anh lắm hả dì Dưỡng? Nó bận quá mà con. Thôi con có việc con phải đi về. Dạ con về nha dì Dưỡng. Cảm ơn con nghe. Dạ không có gì đâu dì. Đi vô không? Lan. Dạ. Em vô trước đi nha. Anh tới lâu chưa? Lâu rồi. Phòng thường trực nói em đi công tác, cho nên anh ngồi ở đây chờ.
Có việc gì không? Bây giờ em phải vô làm rồi, sếp đang chờ. Khoan đã, cô gái sang trọng đó là ai vậy? Ờ, đồng nghiệp thôi. Hình như rất thân với em thì phải. Anh hỏi vậy là có ý gì? Đó có phải là nguyên nhân khiến em ít về thăm hai anh, trong khi cô ấy đang bụng mang dạ chữa không? Anh hỏi khó em quá vậy. Em đang bận lắm, em phải phấn đấu cực lực mới có chức vụ như hiện nay. Em biết phấn đấu trong nghề nghiệp như vậy anh rất là mừng, nhưng em đừng quên gia đình mới là chỗ dựa vững chắc lâu dài của mình. Em sắp làm cha rồi, cả nhà máy anh đều tốt với anh em mình, đã từng cưu mang một thằng anh ở tù và một đứa em bệnh tật cô độc. Anh chỉ nói như vậy thôi. Bây giờ anh đi, em ráng giữ gìn sức khỏe nha, đừng thức khuya nhiều quá. Thôi em vô làm việc đi. Dạ em đi đây. Ủa bác sĩ Khiêm, sao giờ này cậu còn ở đây? Anh hỏi vậy là sao? Thì tất cả mọi người vô phòng mổ rồi, cậu không có trong ekip mổ à? Cái gì? Bác sĩ Minh không nói gì với cậu sao? Trung Khoa Minh, tại sao anh lại bỏ tôi ra khỏi ekip mổ? Anh làm như vậy là có ý gì? Thì ra là chuyện này đã làm cho bác sĩ Khiêm mất bình tĩnh như vậy. Giờ này có bộ bác sĩ Khiêm rất dễ xúc động như vậy à? Đừng có nói chuyện vòng vo, trả lời câu hỏi của tôi đi. Đơn giản thôi, vì trước đây anh làm việc tách trách đã gây ra cái chết không đáng cho một bệnh nhân, nên tôi không dám tin tưởng vào khả năng chuyên môn của anh nữa. Cộng thêm thời gian gần đây tôi thấy tinh thần của anh nó sa sút lắm. Nếu tôi mạo hiểm để anh đứng cùng ekip mổ, lỡ xảy ra chuyện gì thì mang tiếng cho tôi và cả cái bệnh viện này. Anh nên nhớ, bệnh viện này không phải là của riêng anh. Nhưng hiện nay tôi đang là trưởng khoa, tôi muốn phân công ai làm cái gì đó là quyền của tôi. Nếu không phục thì xin nghỉ. Anh giỏi lắm. Để tôi coi anh ngồi ở cái vị trí trưởng khoa này được bao lâu. Tôi chỉ sợ anh không đủ thời gian chờ tới đó thôi. Đừng vội đắc ý, tôi sẽ vạch mặt anh trước mặt mọi người. Tao không để mày có cơ hội đâu. Ê, cái gì vậy cha nội? Chờ con đấy nha, mở cửa. Mở cửa đi vô nói chuyện liền. Đi vô nói chuyện liền. Sao lúc nào người anh cũng nồng nặc mùi rượu hết vậy? Nói gì thì nói đây luôn đi. Đi vô trong. Đi vô. Mở cửa ra tôi mới nói chuyện được. Người anh say mềm vậy rồi còn làm ăn gì được nữa? Vô nhà để cho ói tùm lum rồi tôi dọn hả? Ê, nói gì thì nói đây đi. Tôi đang rất tỉnh. Thằng này đang rất tỉnh nha. Tôi nói cho cô biết, thằng Minh nó chỉ lợi dụng cô thôi. Xong chuyện rồi thì nó đá cô, nó đi theo con gái giám đốc, cô hiểu chưa? Tại sao cô ngu quá vậy? Nè, anh đừng có mượn rượu rồi chửi nhỏ này nha. Anh có tin á là tôi la lên không? Là anh sàm sỡ tôi không? Gì? Sàm sỡ hả? À, tôi sàm sỡ nè, sàm sỡ. Đó, đó, đó. Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Chưa? Anh làm gì vậy? Ở làm gì sàm sỡ đi, tôi sàm sỡ nè đó. Anh khùng rồi. Anh đi về đi. Khỏi cần đuổi. Tôi tự tôi đi về. Ê, mà tôi chưa nói chuyện xong mà. Ê. Ê! Mở cửa ra đây! Mở cửa!
anh ta chặn số của mình. Không lẽ nào Kim nói đúng? Alo, có phải đây là số điện thoại của Kim, bác sĩ bệnh viện Á Châu? Tôi là Kim đây, ai vậy? Tao tìm để thanh toán mày. Cái gì? Anh nói gì tôi nghe không rõ. Đừng có hù kiểu đó, thằng này không có sợ đâu. Bây giờ muốn gì? Tôi báo công an à. Báo công an hả? Tới khi mà công an đến thì mày không còn cánh tay đi gọi điện thoại đâu. Mày hỏi thử xem, thằng Bảy Niên này là ai? Tao báo cho mày biết, có người thuê tao xuống tay với mày với giá là 50 chai. Mày đi đứng cẩn thận. 50 chai này tao bỏ túi là cái chắc. Nè, khoan. Alo. Mày biết sợ rồi sao? Thằng Bảy Niễn từ xưa đến giờ nói là làm. Nhưng mà mày yên tâm, lúc nào tao cũng báo trước cho con mồi biết tin. Tao thích như vậy. Tùy ở mày thôi. Ok. Thôi bây giờ như vậy, tôi có một thỏa thuận. Mày muốn gì? Nếu bây giờ tôi trả cho anh gấp đôi, anh tha mạng cho tôi được không? Mục đích của anh làm cũng chỉ vì tiền thôi mà. Tiền thì tôi không thiếu, anh muốn bao nhiêu tôi cũng đưa. Ok. Ok, sẽ gặp. Em đây, em đang có việc cần anh giúp đi. Anh tại sao không nghe điện thoại của em? Trời ơi, em ăn nói kiểu gì vậy? Em biết là em đang nói lung tung cái gì không? Anh đang tập trung làm việc, em làm ảnh hưởng công việc của anh thì sao? Làm việc cái gì mà làm việc? Anh đừng có xạo. Rõ ràng là anh chỉ bày trò để lừa thiên hạ thôi. Anh bày em làm mọi việc, xong rồi bây giờ anh muốn đá em đúng không? Em lại ăn nói lung tung nữa rồi thấy chưa? Thôi, bây giờ trễ rồi, anh phải đi nha, mình nói chuyện sau. Em biết hết âm mưu của anh rồi đó. Anh đang tìm cách tranh thủ tình cảm của Uyển Lan để trèo cao chứ gì. Anh hãm hại đồng nghiệp, bây giờ anh đá tôi qua một bên như một con chó vậy đó. Thiệt rõ ràng người ta nói đúng mà. Người ta nào nói? Anh còn giả đò nữa hả? Người mà bị anh hại đó. Đúng là điên cả lũ. Còn cô, cô nghĩ mình là ai? Cái thứ đàn bà sẵn sàng lên giường với bất kỳ thằng nào. Rồi sao? Muốn khoe không? Muốn khoe tôi khoe giùm cho cô. Bây giờ trễ rồi, tôi phải đi. Bây giờ anh trở mặt với tôi hả? Phải không? Buông tôi ra. Nè, tôi cảnh cáo cô nha, cô coi lại mình đi. Cô là hạng gái gì hả? Mình, mày đối xử với tao vậy đó hả? Tao hận mày. Tao nhất định sẽ trả thù. Alo. 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 Tao là Bảy Niễn. Đây, 100 triệu cộng thêm 20 triệu tôi sẽ đưa cho anh. Bí xin cho tôi biết ai là người đã thuê anh. Giang hồ có quy luật của giang hồ.
Không nói được. Nếu như vậy tôi lấy lại 120 triệu. Bây giờ tôi mất hết tất cả rồi. Tôi bất cần anh. Anh muốn làm gì thì làm đi. Thằng thuê tao là đồng nghiệp của mày. Là ai? Là thằng Minh. Thằng Minh à? Bộ anh đang có chuyện gì hả? Anh cũng đang tính hỏi em đây. Nhưng mà thấy ngại, thấy em không được vui. Em cũng chỉ loanh quanh cái chuyện của anh Kim thôi. Chuyện đó làm cho em rất là đau đầu. Kim vẫn thường gặp em sao? Em không gặp mặt không được. Lúc nào Kim cũng muốn gặp mặt em rồi đón đường, rồi còn giải thích này nọ, mà toàn là đổ lỗi cho người khác. Không có một chút nào gọi là ý chí phục thiện thì làm sao có thể nói chuyện với nhau đây. Em cũng nên cẩn thận. Một người tâm trí đang bất an thì khó biết anh ta đang muốn làm gì lắm. Em biết rồi. Mà sao anh cứ nhìn ra ngoài cửa hoài vậy? Trước khi vào đây, anh thấy có một bóng người lảng vảng cứ theo sát mình. Anh không biết đó có phải là Kim hay không nữa. Cái gì? Kim dám làm bậy như vậy luôn sao? Anh ơi, hình như có ai đang theo dõi mình đó. Anh cũng không rõ nữa. Đừng có lo, anh sẽ đem về tận nhà mà. Đi em. Không sao, em có bị sao không? Em không sao hết, để em báo công an. Thôi, đừng báo, anh đỡ rồi. Sao vậy, mình là nạn nhân mà. Anh không muốn lớn chuyện, để ảnh hưởng tới bệnh viện. Công an sẽ điều tra ra người thuê bọn giang hồ này để mà đánh chúng ta. Em hiểu không? Với lại anh không có bị gì nặng hết. Cũng may của em la lớn nên nó sợ nó bỏ chạy. Anh đúng là nghĩ xa hơn em nhiều. Tên nào mà ác nhân giờ không biết nữa. Đừng để em gặp lại hắn ta nha. Em không có tha đâu. Đứng lên đi anh. Hay là anh vô trong để em coi anh có bị gì không. Như vậy là trận chung kết đã kết thúc với bàn thắng thuộc về đội tuyển Đức. Xứng đáng cho những sự chờ đợi quá lớn của đội tuyển Đức. Người hùng của đội tuyển Đức trong trận đấu này, Mario Götze, sau một chuỗi năm thắng. Sao dữ vậy ta? Gặp cái gì không à? Đen gì đen dữ vậy? Còn bao nhiêu xui xẻo tới một lần luôn đi. Trời ơi, lạ gì dữ với mày? Tụi tao tới rồi nè. Làm gì mà lạ dữ vậy? Cái gì khó là có tụi này. Cái gì? Anh mới tới hả? Giỡn mặt với tao. Hả mày? Thôi, bỏ đi đừng làm quá. Tạt nước đủ rồi. Mình làm nó sợ á, nó lấy tiền đâu trả tụi mình.
Ngày mai là hạn chót trả nợ nha mày. Mày thất hứa nữa cái ly là không ký giấy vô đầu mình nha mày. Anh Anh, thôi em thư thả vài bữa đi. Chứ ngày mai đào đâu ra tiền mà em trả cho anh liền. Chú cứ hứa hoài. Chú hứa xong rồi chú trốn. Trốn xong rồi chú tiếp tục chú hứa. Cà phê nè. Không, lần này em không có trốn, em hứa. Em hứa em sẽ trả mà. Em mà không trả, ba anh làm cái gì em cũng được. Thôi, tha đi. Bữa nay á, đại ca ăn chay. Nên đại ca không thả cho chú em mày. Dạ, dạ, dạ. Bây giờ đại ca cho chú em mày thêm 3 ngày. Dạ. Nếu trong 3 ngày á mà mày không kiếm tiền trả cho tao thì mày biết cái mạng của mày đi về đâu rồi hen. Dạ, em biết rồi. Nhớ nha, 3 ngày. Nè, cà phê đi. Dạ. Nhớ nghe mày, sao 3 ngày trả tiền nha. Thôi, về. Đi. Ở đây quán trà nào ngon đại ca. Này biết đâu. Trời đất ơi, con ơi. Chừng chừng nước lại cạn té bây giờ. Bà lo sàn nước đi. Lao cái gì để bà tôi lo. Lao cái gì mà lao nữa. Lo dẹp cái này qua một bên đi. Bây giờ đưa nó đi bệnh viện hay là kêu cấp cứu. Trời ơi cấp cứu. Đây. Má đây. Bà đỡ phụ tôi. Kéo nó lên. Kéo lên. Bây giờ về đi. Con gái, con nằm, đừng cử động nghe không. Nằm yên nghe con. Chết rồi, để tôi đi kêu điện thoại. Để bà lấy gối, cái điện thoại ông đâu? Cái điện thoại ông đâu? Đưa tôi gọi điện thoại coi. Trời ơi, tôi để ngoài kia kìa. Bà ra lấy đi. Đi kêu cấp cứu. Cấp cứu cái gì mà cấp cứu. Rồi bây giờ con nằm yên nghe chưa? Đừng có cử động. Cứ thở đều đi con. Alo, alo. Hả, cô quả hả? Ủa sao kỳ vậy? Xin lỗi, gọi lộn số. Trời ơi, chết rồi. Tôi tưởng gọi cấp cứu. Trời mà tôi... ra cấp cứu quả. Mệt bà quá. Bà làm cái gì vậy? Hả? Gọi cấp cứu. Gọi cấp cứu cái gì? Bà gọi hội công an tới bắt bà đó. Vì cái tội quấy rối cơ quan nhà nước. Tôi nói là con mấy anh nó không có sao. Không sao là làm sao? Rồi bây giờ tôi làm sao đây? Bây giờ bà ra cái tủ thuốc của tôi. Hả? Bà nhìn cái ngăn trên cùng á. Bà nhìn từ trái sang phải. Bà lấy cái gói thứ năm á. Bà lấy cái gói đó. Bà đi sắc thuốc cho con mấy anh nó uống. Nhưng mà nó ổn chưa? Nó ổn chưa? Trời ơi, tôi nói ổn mà. Không phải, bây giờ tôi nói ông nghe nè. Nó ổn bao nhiêu phần trăm để tôi gọi cho thằng Minh. Tôi báo cho nó biết chứ. Tôi nói bà đi ra ngoài, bà lấy gói thuốc, bà sắc thuốc cho con mấy anh nó uống liền đi thì mới kịp. Chứ bà đứng đó mà nói hoài. Còn cái chuyện mà báo cho thằng Minh á thì để coi con mấy anh từ đây đến mai có chuyện gì không, rồi mình tính mình báo cho nó biết. Trời ơi, nói sao vậy? Nè, vợ nó bị động thai, bây giờ mình không báo nó, rồi lỡ nó có chuyện gì rồi sao? Trời ơi. Rồi bây giờ tôi là thầy thuốc, tôi nói nó không có chuyện gì. Bà làm ơn bà nghe giùm tôi một cái. Ra ngoài sắc thuốc giùm con đi. Lẹ lên. Ông coi nó nha, ông coi nó nha. Khổ bà ghê. Ráng lên con. Ráng thở đều đi. Nghe, để cái thai nó ổn định lại. Ráng nghe con. Con chào dì Dưỡng. Chào con. Đi đâu vậy con? Mai Anh dậy chưa dì Dưỡng? Con có đem qua cho Mai Anh hai hộp sữa để tắm bổ nè. Trời ơi. Ủa? Sao con thấy dì Dưỡng có vẻ mệt mỏi quá vậy? Trời ơi, tối hôm qua con Mai Anh nó té bị động thai. Dì với Dưỡng thức trắng cả đêm để lo cho nó đó. Giờ Mai Anh sao rồi hả dì? Rồi thằng Minh nó có biết chưa? Sao con không nghe nó nói tiếng nào hết trơn vậy? Sáng nay á, để cho con Mai Anh nó ổn định lại. Rồi cái bà bắt đầu mới gọi điện báo cho thằng Minh. Nhưng mà gọi điện cho nó hoài mà không có liên lạc được. Cái thằng này sao kỳ vậy? Alo. Alo. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở bệnh viện. Sao sáng giờ gọi không được? Điện thoại của em hết pin. Em mới vừa sạc xong là nhận được điện thoại của anh hai liền. Mai anh bị té tối qua, bị động thai kìa. Em về lẹ đi. Bị tối qua mà giờ anh mới gọi. Vậy là bây giờ chắc ổn rồi đúng không? Ổn hay không ổn thì em cũng phải về. Về lại đi. Trời ơi, em đang trong ca trực mà anh. Làm sao mà về được. Để giờ nghỉ trưa đi, em tranh thủ chạy về. Vậy nha, em sắp vô ca mổ rồi. Thôi nha, bye anh. Nhưng sao con, nó nói gì sao? Dạ thằng Minh nó nói là nó sắp có ca mổ cho nên nó không về được.
Chắc là giờ nghỉ trưa thì nó sẽ về. Lan à, nghe nói nè. Anh tránh ra, đừng có tới gần tôi. Em bị sao vậy? Em đối xử với anh như vậy đó hả? Em ngủ với nó rồi có đúng không? Anh đang nói cái gì kỳ vậy? Tốt nhất á, anh đi cho khuất mắt tôi đi. Không tôi báo công an đó. Tại sao báo công an? Tại sao phải báo công an? Anh làm cái gì? Anh còn giả bộ nữa hả? Không phải là anh thuê giang hồ uy hiếp tôi và anh Minh sao? Anh còn ở đây giả bộ nữa. Đi đi. Ủa, tại sao? Lan, Lan, em đừng có tin đó. Nó lợi dụng em đó. Mày anh à, anh Hào. Từ từ, chén thuốc còn nóng nè, sao em không uống đi? Nghe lời anh, uống thuốc đi em. Em lo quá à. Không biết con của em nó có bị gì không nữa. Hôm qua tới giờ em có còn bị gò bụng nữa không? Dạ, lâu lâu thì cũng có. Kiểu như là nó đang đạp em vậy đó. Không sao đâu, nếu quậy như vậy là không sao rồi. Em đừng có lo nghĩ quá mà sinh ra bệnh đó. Em uống thêm miếng đi. Nếu ai nhìn vô không biết thì tưởng hai người là vợ chồng không đó. Em đừng có nói những lời thiếu suy nghĩ như vậy, mai anh nghe rồi lại buồn đó. Em chỉ nói giỡn thôi mà, có gì đâu anh căng thẳng vậy. Không phải lúc nào cũng nói chơi được đâu. Anh về nha. Hôm nay em thấy trong người sao rồi? Em cũng đỡ hơn rồi. Anh thấy thần sắc của em cũng khá hơn nhiều rồi. Chắc là không có gì đâu. Hình như anh thấy anh Hào tới thăm em rất là vui. Còn anh về thì em lại không vui. Đó là do anh tự nghĩ thôi. Anh thấy vậy mà, anh nhắc cho em nhớ, em đừng quên bây giờ em là vợ của anh và cũng là em dâu của anh Hào. Anh nói vậy là ý gì? Anh chỉ muốn em nhớ địa vị và mối quan hệ của ba chúng ta thôi. Em uống thuốc đi. Minh à, má thấy con nên đưa vợ con tới bệnh viện Á Châu siêu âm, kiểm tra lại kỹ coi cái thai nó làm sao. Dù gì ở đó có trang thiết bị hiện đại, rồi còn có con ở đó nữa, thì ba má sẽ yên tâm hơn là để nó ở nhà đó con. Con thấy là bây giờ sức khỏe của Mai Anh cũng tương đối ổn rồi. Với lại cô ấy cũng không nên di chuyển xa nữa. Và lại dù con ở đó, con cũng lên ca mổ suốt, đâu thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh vợ con suốt được. Nhưng mà dù sao má cũng muốn nó siêu âm lại cho chắc. Tối hôm qua bà con mới chỉ bắt mạch sơ bộ rồi bốc thuốc an thai cho nó uống thôi à. Má chỉ sợ cái thai có vấn đề mà mình không có phát hiện kịp thời á, lỡ có chuyện gì xảy ra làm sao. Nói chung á, cứ khám đi cho chắc ăn. Má nói vậy không sợ ba buồn sao? Dù gì ba cũng là thầy thuốc giỏi mà. Chẳng lẽ ba không biết bệnh nhân có bị gì nghiêm trọng hay không sao? Ba phải tuyệt đối tin tưởng vào tay nghề của ba chứ. Không. Thôi bà, thằng Minh nó đã nói vậy rồi, bà cũng ép nó làm chi vậy? Không phải, vì ba cũng là một thầy thuốc giỏi nên có ba bên cạnh con yên tâm hơn. Mai anh cũng nói vậy mà. Anh thấy vậy, tốt nhất là bây giờ em cứ nên về đây ở tạm đi, để mà chăm sóc cho mẹ anh, rồi sau đó về chung cư sau cũng được mà. Không được rồi anh hai ơi, thời gian này công việc của em bận dữ lắm, thời gian ăn ngủ còn không có. Nhiều khi cả ngày em chỉ ăn được một bữa chiều, mà còn phải ăn thức ăn nhanh nữa. Nếu về đây ở rồi đi làm phải mất thời gian lắm. Nhưng mà mai anh cũng cần có em bên cạnh, em cố gắng sắp xếp đi. Xin ba má hãy giúp con lo cho mẹ anh trong thời gian này. Con hứa
sau này công việc con ổn định, con sẽ thu xếp việc về nhà với vợ con nhiều hơn. Ờ, thôi, vậy cũng được. Mà dù sao bây giờ nó cũng là trưởng khoa rồi, nó bận rộn dữ lắm. Thôi, cái chuyện của vợ con á, ba má lo được rồi. Con cứ lo làm tốt công việc đi, để rồi sau này á còn lo cho đứa nhỏ nữa, đúng không con? Con cảm ơn má. Thực sự có ba má chăm sóc cho vợ con an tâm tuyệt đối. Má cầm số tiền này mua đồ ăn tẩm bổ cho vợ con nha. Thời gian này vợ con nhờ hết vào ba má đó. Vậy đây. Ừ, được. Thôi, rồi con. Con xin phép đi làm. Anh hai ngồi chơi về sau nha. Ông. Hôm bữa tôi thấy thằng Bình đang giao dịch với một tên nào đó, tướng tá nhìn giống giang hồ. Anh gặp ở đâu mà anh nhìn có đúng người không? Cậu làm như tôi là một kẻ ăn nói hồ đồ vậy. Nè, không tin cậu coi hình thử coi, coi có đúng không. Ừ. Nhưng mà anh có nghe họ nói cái gì không? Lúc đó tôi chỉ chăm chú cố gắng chụp tấm hình này thôi, chứ đâu có nghe họ nói cái gì đâu. Mà tôi nghĩ hình như là họ đang giao dịch một cái gì đó. Thật tình là tôi nhìn không có rõ. Cái tấm hình này tôi nhìn không rõ thật. Tôi cố gắng chụp cho sáng nhất rồi đó, suýt chút nữa là nó phát hiện ra tôi rồi. Mà tôi thấy làm như là nó đang đưa tiền cho tên kia và hẹn gặp lại lần sau vậy đó. Còn nghĩ coi nó định làm thế nào. Rõ ràng là thằng Minh nó đang âm mưu chuyện gì đó. Thôi bây giờ anh gửi tấm hình này qua cho tôi đi, tôi sẽ tìm hiểu. Nếu như lần này tôi nắm được hớp của nó thì coi như nó xong việc. Gửi qua cho tôi liền. Dượng nói sao? Từ bữa tới giờ thằng Minh nó không chịu về thăm anh hả Dượng? Cái thằng này tệ quá. Dạ. Dạ. Dạ có gì để con nhắc nó Dượng. Vài bữa nữa con về. Dượng có cần mua cái gì không để con mua đem về luôn. Dạ. 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 Vậy con cúp máy nha Dượng. Cái thằng này. Em làm cái gì vậy Minh? Sao giờ này cũng chưa chịu về thăm anh nữa? Vợ con em phải lo, chứ em lúc nào cũng nghĩ vào người khác là sao vậy? Cái gì? Mổ? Minh? Minh? Tao nói cho mày biết, mày đừng có đắc ý, rồi mày sẽ phải trả giá. Tao sẽ đòi cả vốn lẫn lãi. Thật sự tao không biết mày đang nói cái quái gì nữa. Nhưng mày nên nhớ, mày lấy cái tư cách gì mà để đòi? Tư cách gì thì cũng chả ăn thua với một thằng mất nhân cách như mày. Mày sử dụng một thủ đoạn rất là hèn hạ. Mày cướp vợ sắp cưới của tao, rồi mày ăn ngủ rồi mày chà đạp tuyết như là một món đồ chơi dưới chân mày. À, tao quên, mày còn là một thằng bác sĩ giết người. Thằng nào thông minh thì thằng đó tồn tại. Mày có trách thì trách ông trời kìa. Tại sao không cho mày thông minh hơn, hay là bằng tao này cũng được. Chào. Và đừng bao giờ hẹn tao ra nói những chuyện nhớ dẫn như vậy nữa nha. Thì ra mấy người là đồng bọn với nhau. Hai người lén lút sau lưng có đúng không? Bây giờ cô nói đi, nó cho cô bao nhiêu tiền mà cô đeo bám theo nó như vậy hả? Tôi biết mình sai rồi. Thằng Minh nó đúng, đúng là tên Sở Khanh. Nó lợi dụng tôi xong rồi sẵn sàng dứt bỏ khi không còn giá trị. Yên hay quá, đừng có diễn ở trước mặt tôi. Tôi biết bây giờ anh không tin tôi cũng đúng thôi, nhưng mà tôi với anh bây giờ cùng chung một kẻ thù.
Tôi muốn nhìn thấy nó phải thân bại danh liệt, phải thân tàn ma dại thì tôi mới hả dạ. Nhưng mà một mình tôi không thể làm được gì nó hết. Nếu có sự giúp sức của anh thì chúng ta sẽ làm được. Tôi nắm điểm yếu của nó và tôi sẽ giúp anh giành lại được Uyển Lan. Ok, chờ coi sao. And so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is typical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't... Con, càng lâu càng tốt, để được gần gũi với nhân tình nhiều hơn. Ngoài chuyện ít quan tâm đến vợ con và tất cả những gì liên quan đến vợ, thì nếu mà những người mà có tiền á, thì sẽ dùng tiền để bù đắp cho vợ. Mà anh nghĩ lại coi, có phải là vợ chồng của Mai Anh đang ở trong tình trạng này không? Anh không bao giờ mong đó là sự thật. Mà nếu có thật thì anh cũng chưa chắc đã tin. Vì anh là người rất biết rõ cậu ấy. Nó đã khó khăn như thế nào nó mới cưới được Mai Anh. Bởi vì anh đứng đắn nên anh nghĩ người đàn ông nào cũng đứng đắn như vậy hả? Có thể anh là người đàn ông sống an phận, cũng không phải là cả thèm chóng chán, càng không thích đứng nơi này trong nơi nọ, thì anh mới nghĩ như vậy thôi. Còn đa phần em dám khẳng định luôn là phải hơn 70% người đàn ông đều có suy nghĩ là muốn có bồ nhí. Em đừng có quơ đũa cả nắm như vậy chứ. Em chỉ nói đúng hiện trạng xã hội thôi. Bởi vậy á, anh thấy không, em thấy phụ nữ đúng là khổ thiệt. Xinh đẹp tài năng bao nhiêu cũng không bằng may mắn. Chỉ cần lấy được một người chồng mà thương yêu mình thì rất là hạnh phúc. Sau này á, em chỉ cần nhiêu đó thôi, không cần gì hơn á. Dù nghèo một chút cũng không sao. Thiết nghĩ nếu mà sống sung túc, giàu sang mà lúc nào cũng cô đơn, hiu quạnh có một mình thôi không cần đâu.
ông chào Dượng. Hôm nay bay không có đi làm sao mà ghé qua đây vậy? Dạ, bữa nay con làm cả đêm. Vậy hả? Mua gì nhiều dữ vậy? Dạ con đi siêu thị, sẵn tiện con mua ít đồ cho dì Dượng với lại mẹ anh luôn. Trời đất. Trời ơi, lại mua quà nữa đó hả? Con á nha, để dành tiền đi, mua quà tốn tiền quá à. Để dành tiền mai mốt cưới vợ nữa chứ con. Đúng đó con. Mẹ anh sao rồi dì, đã khỏe chưa? Cũng tạm ổn thôi con. Nhưng mà Dượng nói là nó phải nằm im, không được di chuyển nhiều, để đảm bảo cho cái thai đó con. Hôm nay thằng Minh nó có về không dì? Từ cái hôm nó về mà gặp con tới giờ không thấy nó về lại. Chắc nó bận quá đó mà. Cái thằng tệ quá. Để con gọi điện cho nó, kêu nó về thăm mấy anh. Thôi đi con, nếu nó muốn thì nó tự về, còn bằng không mình ép nó thì có ích gì. Con thay mặt nó xin lỗi dì Dượng. Bây cái thay nó gánh hết mọi chuyện như vậy, càng ngày nó càng ý lại vào bay, hiểu không? Giờ đây bay còn định gánh cho nó suốt cuộc đời này luôn hay sao? Thôi mà ông. Con vô thăm con Mai Anh đi con. Dạ con vô nha. Mai Anh. Thôi em cứ nằm yên đó đi. Em thấy trong người sao rồi? Em cũng thấy đỡ. Chỉ có điều nằm yên một chỗ cho thai ổn định, cho nên là người nó hơi khó chịu. Em cố gắng nghỉ ngơi, nhớ đừng có suy nghĩ gì nhiều mà ảnh hưởng tới em bé trong bụng. Em có muốn ăn gì không? Anh đi mua cho. Em sao vậy? Bộ anh nói gì làm cho em không vui hả? Thấy anh quan tâm em cho nên em thấy xúc động thôi. Thôi em nằm nghỉ đi, hôm khác anh lại tới thăm em, nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Nhớ cố gắng ăn uống tẩm bổ cho em bé nữa. Và nhớ là đừng có suy nghĩ những chuyện không vui. Anh đi nha. Dạ. Em ra ngoài đây đi, anh có chuyện muốn nói với em. Mà khoảng 30 phút nữa em mới ra được nha. Hay là anh ra chỗ hẹn cũ đi, chỗ này nói chuyện không tiện. Được. Lì lắm đó. Tôi muốn anh là phải điều tra cái thằng này. Ông muốn biết gì về nó? Về thân thế, gia đình hay là những mối quan hệ bên ngoài? Tôi chỉ muốn biết nó là lính của ai và đại ca của nó là người như thế nào. Chỉ vậy thôi. Không thành vấn đề. Ok, đây là số tiền ứng trước. Khi nào xong việc tôi sẽ bồi dưỡng thêm. Cứ vậy nha. Ok. Có chuyện gì phải tìm đến tận đây? Đã vậy còn nói chuyện nghe giọng tức giận nữa. Nhìn hắn ta có vẻ căng thẳng vậy, chắc là có chuyện gì rồi. Tại sao em không chịu về thăm mấy anh? Anh mới ở bển về hả? Mấy anh là vợ của em đó. Cô ấy lại đang mang thai đứa con của em. Vậy mà mẹ anh xảy ra chuyện,
em cũng không chịu về thăm hay chăm sóc là sao vậy? Người đàn ông đó là ai vậy? Em có gọi về hỏi thăm cô ấy, thì cô ấy nói ổn rồi thì thôi. Với lại có ba má cô ấy chăm sóc mà, đâu phải cô ấy ở một mình đâu mà anh lo. Tại sao em không về thăm mà gọi điện? Em rất là bận. Với lại em đã nói rồi, cô ấy đã có ba má chăm sóc mà, đâu phải cô ấy ở một mình đâu. Em nói thật đi, em bận bịu với cô gái khác đúng không? Chuyện của em, sau này em đừng quá quan tâm đến như vậy. Đúng rồi, bây giờ em đủ lông đủ cánh rồi, đâu còn coi thằng anh này ra cái gì nữa. Ý của em không phải là như vậy. Em biết mà, anh hy sinh cho em quá nhiều. Anh Hai à, bây giờ anh sống cho bản thân anh đi. Em đủ lớn rồi, em biết những gì mình đang làm. Anh cho em biết, nếu em còn đối xử tệ bạc với Mai Anh, đừng có trách anh. Phải là sự thật. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, thằng nhóc này là em của Hùng Chó Lửa. Hùng Chó Lửa cũng là một tay anh chị có số má trong giang hồ đó. Ngày đầu thời gian vừa qua hắn bị trọng thương, được đưa vô bệnh viện Á Châu. Một bác sĩ trong bệnh viện đã giúp nó, cho nên là thoát được sự truy nã của công an. Một bác sĩ trong bệnh viện Á Châu giúp nó hả? Cần thêm thông tin thì tôi theo dõi bác sĩ Minh để lấy tin cho anh. Trộm đinh mất chiếc xe của tôi, không phải tại anh đó thì tại ai? Cô nói sao? Theo dõi bác sĩ Minh hả? Nè, cô có thấy gì lạ không? Tôi thấy bác sĩ Minh đi gặp một người thanh niên lạ, rồi hai người đó nói chuyện. Nhưng mà bác sĩ Minh có vẻ rất là nể phục người đàn ông kia. Rồi cô có nghe được họ nói gì không? Tôi đứng xa quá, tôi đâu có nghe được gì đâu. Nhưng mà nhìn sắc mặt của người đàn ông đó đang tức giận bác sĩ Minh chuyện gì đó. Còn bác sĩ Minh đó thì chỉ xuống nước nhẹ giọng thôi. Mà cô có nhìn thấy rõ mặt người đàn ông đó không? Người đàn ông đó đứng quay lưng che hết nửa mặt rồi, tôi chỉ thấy tướng anh ta thôi à. Vậy nếu như bây giờ mà cô có gặp lại người đó, cô có nhận ra không? Ừ, có thể. Mà nè, anh phải chịu trách nhiệm về chiếc xe của tôi chứ. Cô báo công an chưa? Báo rồi. Báo rồi thì đợi người ta giải quyết. Nhưng mà anh cũng phải chịu một phần trách nhiệm chứ. Mất xe cũng tại vì anh mà. Được rồi, ok. Thôi bây giờ như vậy, trong thời gian mà cô không có xe, tôi sẽ chở cô đi làm. Tới khi nào cô có xe thì thôi. Chấm dứt. Vậy được chưa? Được. Được chứ. Vậy đi nha. Tôi đi ạ. Đúng là trồng cây rủi có cái mai. Mình sẽ thừa cơ hội này để chinh phục anh ta. Nếu như mà thành công thì mình sẽ không cần mua xe mới nữa. Tư má. Ủa, con, hôm nay con nghỉ làm hả? Dạ, con ghé thăm Mai Anh một chút rồi con về bệnh viện lại. Dạ, con xin phép. Thôi vô đi con. Gì vậy? Đẹp trai quá. Cho hỏi mình chồng của Mai Anh không? Nó đó. Ờ, vậy hả? Thì bữa đám cưới thằng Minh á, tôi đi trốn nợ. Ố quên, tôi đi lấy nợ ở dưới quê, cho nên tôi không đi dự, cho nên không biết mặt chồng mấy anh là thằng này chứ. Ủa, chị nói sao vậy? Cái đám cưới là khi chị chưa chuyển về đây mà, sao tôi mời chị được? Nó đại mà dính không dính thì thôi. Thiệt tình cái bà này. Ủa, nhưng mà sao bữa giờ tôi cũng không gặp nó? Ờ thì nó đi làm xa, thỉnh thoảng nó mới về. Rồi nó thăm nhỏ. Mà chị mới chuyển tới sao chị biết nó được? À, mà hồi nãy tôi nghe nói là đi vô thăm xong rồi đi về bệnh viện. Ủa, nó làm gì trong bệnh viện vậy? Làm bác sĩ chứ làm gì.
Hả? Bác sĩ bệnh viện lớn đó nha. Là bác sĩ? Trời ơi, hèn chi Thảo Đào đẹp trai quá, sang trọng quá. Thì cô bé anh nhà bà là có phước lắm đó nha. Phước đức ba đời mới lấy được bác sĩ đẹp trai vậy đó. Trời ơi mấy anh ơi, phước quá con ơi, trông đẹp trai. Dạ. Ủa, bây giờ con phải về lại bệnh viện đây. Trong lúc mà con không có ở đây, ba má chăm sóc mẹ anh giúp con nha. Má biết rồi. Nếu má và mẹ anh có cần gì á thì cứ gọi cho con. Được rồi con đi đi. Dạ. Vậy là dì Tám bạn thân của má con á, hàng xóm mình đó. Chào dì. Con đi má. Đẹp trai thiệt đó nha. Trời ơi bà mà không nói ra là tôi đâu có biết con mấy anh nó có thằng chồng đẹp trai như vậy đâu. Đẹp trai quá. Bà sướng quá. Mấy anh con của bà có phước lắm đó. Đúng là phước đức ba đời để lại đó. Thiệt đó. Anh nè, mai tới nhà em chơi nha. Ủa, sao tự nhiên mời anh về nhà em vậy? Thì ba em muốn mời anh ăn cơm. Anh đâu phải bạn trai của em đâu, chắc ba em hiểu lầm điều gì rồi đó. Thì tại vì hôm bữa em nhắn tin cho anh mấy lần, bị ba bắt gặp. Rồi em nói sao? Thì em chỉ nói là bạn trai. Trời ơi, em phải giải thích rõ ràng cho ba em hiểu về mối quan hệ của hai đứa mình chứ. Ủa, anh đâu phải là con gái đâu, vậy không phải là bạn trai chứ là gì nữa. Nè, thực ra ba em rất là mong muốn em có một người bạn hợp ý, nhưng mà em không có muốn thấy ba buồn. Anh làm người yêu em nha. Hả? Anh hả? Ừ. Anh ơi. Ừ? Ba em mời anh bữa nào tới ăn cơm với gia đình của em. Ừ, khi nào? Thì khi nào anh rảnh, ngày mai cũng được. Ừ, khi nào em rảnh. Lo làm tốt công việc của mình đi. Đừng có suốt ngày nhiều chuyện xen vào chuyện của người khác như vậy. Không có tốt đâu. Có ngày mang quả đó. Có chuyện gì? Anh ký giùm em hồ sơ này. Xin phép anh. Giờ đóng cửa. Lan, em con đang trên đường về đưa bạn trai tới đây. Lâu lắm rồi, nhà mình mới có bữa họp mặt đông đủ như vậy. Con xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Dạ. Con tự nhiên. Lan, con thấy bác sĩ Minh sao? Về mặt chuyên môn á thì anh ấy rất là có ý thức cầu tiến. Còn về mặt đối nhân xử thế thì ba cũng đã biết rồi đó. Ừ. Mấy lần cứu được bàn thua trông thấy của bệnh viện mình. Ừ. Mà nó rất đẹp trai, khỏe mạnh nữa. Mà hai đứa tụi con đi với nhau giống như tiên đồng ngọc nữ vậy á. Này, sau khi chia tay với anh Khiêm, con tự nhiên thấy mình khắt khe hơn trước đó ba. Ừ, ba hiểu mà. Bây giờ cái duy nhất con cần là thời gian. Thời gian sẽ xoa dịu và hàn gắn những tổn thương trong con. Dạ. Con cảm ơn ba. Ba lúc nào cũng nghĩ tới con. Ba, con về rồi. Con xin lỗi vì để cả nhà chờ lâu nha. Dạ con chào ba. Chào chị. Ngồi đi con, ngồi đi. Đây là anh Hào bạn của con. Vậy hả? Dạ, thiệt ngại quá. Con có việc nên con không dám nhận lời đến. Vậy mà Diệt Linh cứ chờ con. Vậy hả? Con đi trễ cũng đâu có sao đâu con. Con làm ca sao mà đi trễ. Dạ, thật ra là
Anh mất đi học đó ba. Con kêu anh nghỉ một buổi mà anh không chịu nghỉ luôn đó. À, thôi thôi ngồi 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 đi con. Dạ. ngồi đi dạ. Anh ngồi. Nè, đi học nâng cao trình độ lúc nào cũng tốt hết. Sao, chuẩn bị lấy bằng đại học thứ hai phải không? Hay là thạc sĩ? Mà con tốt nghiệp ngành nào vậy? Dạ con đang học bổ túc để lấy cái bằng tốt nghiệp phổ thông. À, rồi sau đó con chọn ngành rồi mới học lên. Hả? Thì ra bạn trai của Nhật Linh là anh nào? Không thể tin được. Tại sao vậy chứ? Thiếu gì chỗ mà lại chen vô đây với mình? Anh Hào ơi là anh Hào.